Không biết gì luôn ý, mà đứng đây cả buổi tôi không ai mời. Ui cái gì vậy, nay có bạn thân mời ta. Kìa Mel, sao lúc nào vô game tao cũng thấy mày đứng ngoài sảnh ngoài vậy? Chắc là không có ai chơi cùng chứ gì. Ai bảo thế, tại tao. Mày biết ai đây không? Hai anh chơi mưa của tao đó. Ủa chứ sao? Một ông giàu một ông bánh hay. Nay kéo tao lên huyền thoại luôn đó. Thấy gì chưa, súng mới ra có luôn level 7. Thì sao mày mời tao vô để khoe mày cái này hả? Chứ sao, chắc là mày không có đâu nhỉ. Ai bảo tao không có. Tao nhìn này thôi chứ đầy nhá. Thật không đó hay được cái mồm vậy bạn? Thật chứ. Bạn cứ đợi đấy, khi nào tao ra mắt cho mày coi. Rồi bạn tôi. Được có mấy cái hành động level 7 mà khoe cái gì. Cạnh két của ba má nạp game đây mà. Mày nói gì đấy Mèo? Đâu, tao có nói gì đâu. Mày chơi đi, tao out đây. Nhớ giới thiệu cho tao đấy. Thì làm gì có ai chơi cùng đâu. Nói thế cho ai thôi chứ bộ. Giờ thử đi kiếm xem nào. Nhập team code kiểu này không biết vô được team nào không nữa. Ủa ai mời con này vậy? Mày mời à, tao có mời đâu. Team code kìa hai má ơi. À ừ ha, bọn tao nhầm xíu. Có gì căng, mà nghèo thế sao đủ trình chơi với bọn tao. Ủa gì vậy, đây là đâu? Và tôi là ai? Như thế này mà kêu nghèo à hai má? Chứ sao, nghèo thì chắc cũng gà ha. Không đủ tuổi chơi với bọn tôi đâu. Thương đâu, đầy ái nhân gian, ai chưa. Ủa nhìn mặc đồ cầm súng vậy mà kêu nghèo. Ủa sao kỳ vậy, game giờ lại đổi mới vậy luôn hả? Chắc phải thay bộ đồ mặc định vô mới thấy giàu hay sao á. Ê, thế này chắc giàu rồi đấy. Vô đá tiếp coi sao nào. Anh nha. Đứng nãy giờ không ai đá vô ta. Ôi kìa mày, gái kìa. Ủa gì vậy, gặp trai hả? Im xem nói gì mình nào. Ủa bạn ơi, không mở mic hả? Mèo ơi, mở mic nói chuyện với tụi tôi nè. Hello hai cậu. Wow, tao vừa nghe như vậy. Mày dễ dòng gái hả thế? Mình là Mèo này hai bạn. Bọn tôi biết mà, chỉ đồ Mèo vậy thôi. Ê mày, Hoàng xin vô. Đừng cho, mày biết tính nó rồi mà. Chết, tao nhầm. Lại có gái hả, xem nào. Này Hoàng, đây không phải dành cho mày. Tao đã làm gì đâu mà căng vậy. Chắc đây không phải là con vợ hứa 101 của tao đâu chứ. Mày. Ủa mà cô em kia, mở mic lên nói chuyện xem nào. Hello cậu nha. Này Hoàng, tao cấm mày. Tao đã làm gì đâu nhờ, sao chúng mày căng vậy? Ủa vậy là sao? Không có gì đâu Mèo, Mèo đừng để ý nó nha. Đây, Mèo có máu nè. Cảm ơn Mèo nha. Mèo à, xuống đây anh cho cô em đồ nè. Mèo không được xuống. Nhưng tại sao? Mèo chỉ cần biết đi theo tụi tôi là được. Tuyệt đối đừng ra chỗ Hoàng nha. Mặc đồ bot đi như này mới đúng chứ nhỉ. Ủa hai cậu làm gì vậy? Thôi để tí tao thay đồ đôi với Mèo. Đi vậy cũng hay đấy chú bộ. Chút nha, tí ra thay. Nào Mèo đi nhanh lên, bọn tôi sắp đuổi kịp rồi nè. Hai cậu dễ thương thật luôn ý. Dễ thương cái gì, lên xe tôi chở cô em nè. Tao nói rồi đó, mày cấm động vào Hoàng à. Đụng vô là mày không xong với bọn tao đâu. Thì thật ra Mèo không phải boss đâu. Thú vị đấy, tôi chốt cô em rồi đấy. Gan mời cô em có chuyện muốn nói nè. Để Mèo. Mèo không được ra. Ủa tại sao vậy? Hoàng nó cô gái kinh lắm, Mèo ra lỡ nó. Đúng rồi đó, nó đỉnh lắm. Bao nhiêu gái bọn tôi mời vào là vì tay nói hết à. Uầy, thật vậy luôn hả? Đúng rồi đó, nếu mà nó có 10 Mèo thì Mèo đừng có vô nha. Vô là chưa đến một trận đỏ luôn á. Yên tâm đi, mà không có thích con trai. Là sao? Chứ Mèo là... Không phải, nghĩ gì vậy? Ý Mèo bảo là Mèo không có thích ông Hoàng đó. À vậy mà làm bọn tôi hết hồn. Mèo tuyệt đối không được vô nhóm của ông nha. Ok, Mèo nhớ rồi. Con vợ thứ 101 của ổng sao? Vậy là ổng có 100 con vợ cơ. Ghê đấy, nhưng mà rất tiếc tôi không phải con vợ thứ 101 đó. Ủa, các bạn với mình cứ thử đồng ý coi sao nào. Cái tính tò mò không thể bỏ được. Vô xem thế nào thôi chứ làm sao tán được chị mày. Wow. Anh ơi, bé nhớ anh quá à. Bao giờ mà đến lượt em chơi team 2 với anh vậy? Mấy bé đợi anh tí nha. Chào cô em, ta lại gặp nhau rồi. À, không dám. Chào anh. Ủa, đây là ai với anh? Chắc là con vợ thứ 101. Nè nha, anh nói cho cẩn thận. Ai là vợ của anh ta? Mà các cô không thấy anh ta lăng nhăng sao? Vậy mà vẫn bám theo không biết gì cả. Bọn tao thích vậy đấy, được không? Anh Hoàng như thế nào thì bọn tao hiểu rõ, không cần mày chỉ bảo. Nói vậy thôi, chứ chắc cũng đang khoái lắm, còn giả bộ. Nè, nói ai giả bộ? Còn lâu tôi mới thích một người như này nhá. Được lắm, cô em dám chắc là sẽ không thích tôi không? Chắc. Ồ được. Anh ơi, chụm đầu với bé. Em nữa. Cứ từ từ, ai cũng có phần. Ủa, nhỏ kia còn không ra chỗ anh Hoàng. Không bao giờ, cho cũng chẳng thèm. Cô em được đó. Lại em cho anh đồ nè. Lấy đồ của em đó nè anh Hoàng. Rồi, anh lấy hết. Cô em đứng đây nhìn gì vậy? Muốn được anh yêu hương thì bỏ đồ ra nè. Chắc tôi cần anh bị ảo hả? Tôi bắt đầu hết cô em rồi đó. Ủa cái gì vậy? Anh ơi, cứu bé giảm phải mìn. Người em nữa, cứu em. Tự đả lựu chết còn bảo dẫm phải mìn. Thích làm công chúa thế hả hai cô gái? Kệ bọn tao, mày im mồm đi. Anh ơi, cứu em. À thì để tôi cứu cho nhá.
Mày cút ra, việc của mày hả? Tao muốn anh Hoàng. Anh ơi, cứu em. Mày còn đứng nói nhìn cái gì? Cô em có muốn anh cứu không nè? À, cảm ơn, nhưng tôi không phải công chúa, ok? Ui, đứa nào bạn lén ơi. Giờ thì không muốn anh cứu, phải do chính tay anh cứu của em thôi. Không cần, đi ra đi, thoát cho rồi. Mệt thế nhở, lại mời làm gì nữa đây? Cô em chưa cho anh xin info đó. Sao tôi phải cho? Hoàng, tôi đã muốn cái gì thì phải được. Tôi muốn em là của tôi. Bị ảo hả? Về mua thuốc chữa bệnh ảo đi nha. Em... Ủa, sao Mel lại trong nhóm với Hoàng? Bọn tôi đã bảo Mel rồi mà. À, tại Mel... Trong nhóm với tao thì sao? Nó có làm gì Mel không? À, không không. Chờ tao tí. Giờ thì Mel ra chơi với tôi đi. Sao phải ra? Vì tao không muốn người như mày động vào Mel. Người như tao? Uầy, ghê chưa? Như mày mà cũng... Này, cô định nói gì? Động đến Mel thì biến. Ơ, đai làm gì đâu? Ơ, sao anh lại kích? Chẳng phải nó bắt nạt em sao? Có tôi ở đây rồi Mel, không cần lo nha. Trời ơi, đó là con bạn thân Mel á. Hả? Thì ai bảo nó nói vậy với em? Này Hoàng, Mel không có dễ cưa đâu. Có bao nhiêu đó người yêu vẫn chưa đủ với mày à? Mày đừng có lo chuyện của tao, cái nói ở đây. 101 con vợ cơ mà, tao nói không đúng à? Mày... Ghê thật đó, chưa ai làm gì đã kích người ta ra rồi. Quen được hai em xịn đó bạn tôi. Một thôi, thằng kia nó có người yêu rồi. Mày chọc tức tao hả Phúc? Tao nói nốt lần cuối. Tao chỉ có một người duy nhất, đó chính là Mel. Hả? Anh nói cái gì? Ghê chưa? Nào thế solo với hai anh trai mưa của tao. Chơi. Không chơi được đâu, họ bắn ghê lắm đấy. Vậy sao? Để tôi xem hai thằng đó thế nào. Có tôi ở đây, em không phải sợ bất kỳ ai hết. Rồi, chó một người khiến trái tim. Ủa, anh mời tôi làm gì? Nếu tôi thắng trận này, em cho tôi một cơ hội được không? Anh nghĩ tôi quan trọng trận solo này sao? Mel à, tôi... Anh không cần nói gì nữa đâu. Dù sao anh đã có bao nhiêu cô gái rồi mà. Bám theo tôi làm gì nữa? Tôi biết, nhưng họ không phải là em. Trận này chắc chắn sẽ thắng. Mày mặc vậy có ý gì Hoàng? Tao mặc thế nào, đó là quyền của tao. Ủa, bộ đồ... Mày sẽ không dễ dàng về đâu Hoàng. Tao sẽ không để cho mày làm tổn thương Mel đâu. Cái gì của tao thì vẫn sẽ thuộc về tao thôi. Người con gái mà tao chọn, tao biết phải làm gì để cô ấy vui. Mày muốn làm gì thì làm, nhưng mày sẽ không ngăn cản được tao đâu. Trời trời, game là dễ. Mel cẩn thận bên nó bán gắt lắm á. Ôi giời, chuyện nhỏ với Mel mà. Ôi tôi toang lắc quá. Bạn lắc á. Mel cẩn thận. À, Mel biết rồi. Mày nói thôi Phúc à. Ủa, tao không được nói sao? Mel chưa là gì của mày đúng không à? Chưa là gì của tao, nhưng sau này... Sau này càng không thể, tao sẽ không để cho mày dễ dàng vậy đâu. Ôi nó. Má, bọn mày động vào ai đấy? Chúng mày động nhầm người rồi. Động vô người con gái của tao thì chúng mày có cái kết như vậy đó. Ghê đó bạn tôi, kèo này tao thua, có hai ăn được của nó đó. Tao không biết gì hết nha. Không không, bạn tôi có người yêu. No no, tao bật ế nha. Em có tôi mà. Tôi vẫn ở đây với Mel mà. Ôi trời ơi, tôi tao chạy đây. Ơ con này, thêm ông nữa hả? Trời trời, cái gì đây? Mày đi đâu mà mất hút thế hả? Thì tao cũng phải dành thời gian cho em người yêu của tao chứ. Giờ tao bận rồi, có gì chơi sau nha. Mel à, ra chơi team 2 với tôi được không? Mày nghĩ gì vậy? Tao còn đứng ở đây đó. À, Mel, mẹ Mel gọi đi. Em đứng đó. Tao nói mày nghe, tao sẽ không để cho mày có được Mel dễ dàng đâu Hoàng à. Mày giỏi thì mày cứ làm. Được. Gì mà gắt vậy ba? Bây giờ phải làm sao? Hai ông tranh giành rồi giờ sao? Ui tôi toang rồi. Mel à. À, Mel đây. Thằng Hoàng nó không có tốt đâu Mel à. Nó chỉ trêu đùa tình cảm của Mel thôi. À, Phúc à, Mel thấy... Đây là một trong số những con vợ của nó. Anh Hoàng của em đâu rồi? Mà con này là ai? Mày dám cướp anh Hoàng của tao? Ủa, cô nói tôi? Chứ còn ai vô đây nữa? Này cô, tôi không có cướp Hoàng từ cô. Làm sao để tao tin mày? Mel à, thằng Hoàng nó chỉ trêu đùa Mel thôi. Anh Hoàng là của tao nha mày. Sao cơ, ai là của cô? Anh còn chối nữa hả Hoàng? Sao mày lại làm vậy hả Phúc? Tôi không biết cô gái kia là ai Mel à. Anh còn chối nữa hả? Em nè, anh không quên vậy. Này, tôi nói cô nghe, không quen không biết thì đừng nói kiểu đó. Đừng động tới giới hạn của tôi. Biến. Chuyện gì thế này? Ủa, cô ta rời khỏi đội. Vậy là... Mel à, em nghe tôi nói. Thật sự tôi không biết cô gái đó. Ủa, tôi còn nói gì anh đâu. Mà sao anh lại phải nói những điều đó với vì tôi? Vì tôi sợ mất em. Tôi sợ mất em Mel à. Tôi biết con người tôi lăng nhăng. Nhưng từ khi tôi gặp em, con người của tôi, tình cảm của tôi đều dành cho Mel rồi Mel à.
Ủa gì vậy? Cho tôi một cơ hội được không em? Không bao giờ nhá. Em có chắc chạy khỏi tôi mãi được không? Này thì bắn lén tao hả mày? Bỏ đi nghe không? Có người gái kìa. Chứ sao? Muốn gì? Đâu đâu ai dám ngồi gọn vào con đường. Bảo ngồi gọn rồi mà. Địch nó bắn bây giờ. Không thích nó. Làm sao? Em có dám cược với tôi không? Cược cái gì cơ? Nếu tôi làm cho em thích tôi trong 3 ngày tới thì sao? Thì em là của tôi được không? Không, không bao giờ tôi thích anh nhá. Em chắc không? Chắc. Được, em sẽ không thoát khỏi tôi đâu. Ai cần máu không ta? Mình hết mất máu rồi, có nên lấy không? Có nên không ta? Mà giờ lấy thì người ta nghĩ mình dễ dãi. À, có cách rồi. Có lấy không? Không tôi lút à? Có lấy chứ. Em sương quá đẹp. Anh nghĩ sao vậy? Lại bệnh ảo tưởng hả? Trời ơi, sừng ảo tưởng quá rồi. Ai dám chơi tôi? Em nghĩ chạy thoát khỏi tôi được sao? Này, anh làm gì vậy hả? Ôi, ai mà dễ thương người ta. Ngắm ngắm quần què, cứu nhanh. Gắt vậy cô nương. Cẩn thận nha cô nương. Vâng vâng, biết rồi. Hả, em nói gì cơ? Biết rồi. Không, cái từ đằng trước cơ. Anh không nghe nhầm đâu. Tôi nói gì đâu. Thằng nào bắn anh vậy? Nó gan thật đấy. Có em ở đây rồi. Hả, lần này anh không nghe nhầm đâu. Đồ ngốc này, bơm máu vô nhanh. Em không thoát được anh đâu. Ngồi im đó nha cô nương. Ui ui, nó bắn tôi kìa. Bình tĩnh, anh ở đây rồi. Nó bắn em thì nó không sống được đâu. Không ai dám động vào em khi có anh ở đây đâu. Phúc mày làm gì nữa ta? Mèo à, tôi yêu em. Em cho tôi một cơ hội. Không đó. Phúc, sao mày lại làm vậy với tao? Sao mày phải phá tao với mèo? Mày còn hỏi tao sao? Vì tao không muốn mày được hạnh phúc Hoàng à? Tao làm gì mày? Mày quên rồi sao? Mày là người đã cướp mất người tao yêu. Một năm rồi tao không có bất kỳ liên lạc nào của cô ấy hết. Mày nói đi, cô ấy đâu? Hoàng là con người như vậy sao? Không, chắc có một sự hiểu lầm gì đó ở đây thôi. Mèo à, em nghe tao nói. À, xin lỗi mày Hoàng à, vì tao mà mày bị hiểu lầm vậy. Mèo à, tôi là người yêu của Phúc. Hoàng chỉ là giúp tôi để Phúc đỡ bám lấy tôi thôi. Sự thật là gia đình tôi một năm trước đã có việc xảy ra nên Hoàng. À, tôi hiểu mà. Em không giận tôi hoặc sao? Không, có giận gì đâu mà giận. Mà Phúc đâu, giờ tao muốn gặp anh ấy. Đây đây, Phúc xin vô đây nè. Mèo à, em ở trong nhóm với anh Phúc. Ngọc, là em thật sao? Thằng Hoàng nó bắt em làm gì mà sao em lại biến mất như vậy? Ê này này, tao mà làm gì thì đã không mang nó về cho mày. Chỉ là hiểu lầm thôi anh à, em quay lại rồi đấy, em nhớ anh. Anh không biết nói sao nữa, nhưng anh, mình yêu lại nha em. Dạ, em sẽ không đi đâu nữa đâu. Trời ơi, xúc động quá đi à. Kệ họ đi em, để ý anh là được rồi, biết chưa? Ôi, không biết gì hết nha. Mẹ ơi. Dạ, bé đây này anh yêu. Thì mình cũng muốn. Hả, em nói gì, em muốn hả? Vậy thì... Hả? 3 ngày rồi đó, em chưa chịu đổ hả? Còn lâu nhá. Hoàng rõ ràng ra, mày thích người ta thì nói thẳng. Mèo à, anh thích. Thôi thôi, không biết gì hết nha. Anh ở đây rồi, không thằng nào dám động vô em đâu. Nói gì vậy? Xén quá à. Ui. Để tao cứu mày nha Hoàng. Anh không tập trung gì cả. Mày bỏ cao phút để vợ tao cứu. Rồi rồi, khổ quá cơ. Vợ cứu anh. Có súng máu ở đây mà không ai bắn cho. Máu thì hết mắt rồi. Đứng im đó. Em làm gì vậy? Thì bán máu cho anh. Ôi vợ ơi, phê quá. Anh yêu vợ. Má, cha nội này vã quá hay sao vậy? Trời trời, cái gì đấy? Ngọc ơi, yêu em phát điên mất rồi. Ai cho tôi biết nhà vợ tương lai của tôi được không? Đi hoài không đến vậy. Đúng là không ai muốn làm người bình thường đi yêu mà. Trời ơi, yêu mèo mắc rồi. Nói gì đấy hả? Nói nhỏ thôi. Không, anh muốn cho cả thế giới biết cơ. Mèo của anh là nhất. Trời ơi, sợ hãi các thứ. Có trò này vui lắm nè. Làm công chúa nào. Anh ơi, cứu bé. Cục vàng của anh sao vậy? Trời ơi, anh về bé ơi. Khoan đã, nhầm rồi Phúc. Ủa, tưởng đúng rồi mà ta. Đúng cái gì, em là của tôi. Mèo, sang ngày thứ tư rồi đó. Em chấp nhận tình cảm của anh được không? Xin vợ làm gì, từ nay không có liên quan gì hết. Ờ, đây là con vợ thứ bao nhiêu của anh vậy? Anh không biết. Sao lại không biết? Anh biết mèo thôi, chỉ yêu mỗi mèo và mèo là duy nhất.